Đấy, kêu này mọi người. Đồng thế nhỉ? Ở chỗ này người ta làm cầu cho khách du lịch, khách tham quan đến đi bộ ngắm cảnh. Đấy, bên kia nữa. Thì nhóm bọn mình đi chạy xe máy đi theo đường này lên này. Đi nhanh không tan xương hết. Ơi, hello chào tất cả mọi người nhá. Đây anh em mình hôm nay đi đi ủ lính. Mọi người thấy đẹp không? Mới trên này là mình chưa lên đỉnh, tí nữa mình lên trên đỉnh rồi mình quay cho mọi người xem tiếp. Ở đây là nông trại Kiều này. Đấy, nông trại Kiều ở đây này. Ở trên này á. Mọi người đi lên xuống. Bên kia có hoa đào kìa, để mình lên trên kia mình quay cho mọi người xem. Đây này là nông cây kiều à. Trong này là chợ bán đồ ăn các kiểu này. Để anh em mình vào trong này. Đây là chỗ mua vé này. Đây, mình mua vé. Bỏ đó tiền anh đưa. Một vé mỗi người 200 à. Người 200. Có kiều. Đây, giờ anh em mình lên. Kiều kìa mọi người. Đấy. Kiểu gì mà đen thui vậy, người ta cào hết lông rồi. Các người ta cào hết lông rồi. Lên chơi với kiều luôn, giờ vào bắt kiều. À, cho mọi người coi quang cảnh này. Wow. Gọi là perfect luôn. Quá đẹp. Giờ mình lên trên này. Ôi trời. Lên sao? Kêu à. Kêu. Cái con đó con gì? Có mấy có đoàn người Việt Nam kìa. Không biết là đi du lịch hay là ở bên này đi theo tour nữa. Mà nói tiếng Việt mình. Wow, trên kia kìa. Mọi người đỉnh, thấy cái đỉnh xa xa trên kia không? Quá chất luôn. Wow. Đang nhờ thợ chụp ảnh cho mình đây này. Đấy. Từ nha. Kiều gì mà lông lá không còn thế này. Kiều này chắc mệt quá ấy. Thở kìa. Chà trời. Thế cho họ chụp vậy. Chà trời. Kiều cạo hết lông rồi. Wow. Nhà mình mua vé rồi, đây là 200. Ôi mệt quá. Sao bên này cũng có kiều này mọi người. Rồi cho mình đi leo bộ. Đây này có cây à. Wow, đẹp thế. Mọi người thấy gì? Đẹp không? Người Đài họ cuối năm họ đi du xuân này. Để mình lên đến chỗ cao cao này quay cho mọi người xem. Wow. Ở bên kia kìa mọi người. Núi kìa. Wow. Mình kia xem. Từ từ. Thì nếu mình như sao quên cái hoa đào bên kia. Đây đây đang nội triều. Để chơi chứ hết 200 đó.
trước. Chỗ này cao hơn. Đây mà đặt phần dưới nhá, còn tới phần trên nữa. Đấy mình lên cao thêm tí nữa. Cây thông cô đơn. Nắng đẹp. Cảnh đẹp. Thúc lạ kêu. Kêu. Ê kêu. Ghế. Cắt đó. Ở đây có cả kiều mọi người này. Hoa đào này. Còn búp này chưa nở này. Nếu mà nở ở đây đẹp lắm. Chắc tầm tuần nữa nó cũng nở. Kiều. Ui sao có con nó lọt vào đây đây nhỉ. Kiều. Đẹp quá. Khóm lớn lắm. Khóm không? Thẳng lớn lắm. Đưa em vịt nội chứ. Đây là bài kiều. Ngồi xuống, ngồi xuống chấm. Nông trại kiều. Wow, đẹp quá nhỉ. Hoa nở nguyên cây luôn. Nhưng mà không đẹp bằng dọc đường mình đi. Dọc đường mình đi thì hoa nó nở màu đẹp, màu đỏ ấy, đẹp hơn. Hoa này hoa màu ca, màu hồng. Mấy kiều này mọi người. Đồng thế nhỉ. Nên thấy mấy con dưới kia người ta cạo lông, mấy con trên này thì không. Eww, hello. Hello my friend. Bên kia có cả cái nhà thờ, cái nhà gì kìa. Một cái lá. Lá ba cánh đỏ. Ở đây mọi người nhá. Nhìn tên, nhìn toàn cảnh. Đẹp không? Wow, giờ cây hình như chẳng giống như ruộng bậc thang vậy. Đây có con hoa đào màu đỏ này. Wow. Non sơn hùng vĩ Đài Loan. Đây mọi người, đây mọi người mua một cái kem này. Đấy, gặp đấy. Ngon không? Đây. Mình mua một cái. Ngon đang gần đi. Trời lạnh ngồi đâu ăn kem. Ở chỗ này người ta làm cầu cho khách, khách du lịch, khách tham quan đến đi bộ ngắm cảnh. Đẹp không? Bên kia nữa. Thì nhóm bọn mình đi chạy xe máy đi theo đường này lên này. Đi nhanh không tan xương hết. Nhưng mà không sai chắc là thì phải cao bằng cái núi bên kia. Núi cao bên kia. Là đứng trên mây luôn á. Nếu mà mây chưa tan. Thì bọn mình đi đó. Đi. Đây là khu đồ ăn.
Đến ăn đồ ăn nữa. Muối hợp sự. Nhìn ngon nhỉ. Rồi cứ mua đấy để mua quần khác. Thử rồi các bạn. Cái này gì để trưng bày.